Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một trò chơi mới mang tên đấu trường chân lý. Nhân vật chính của chúng ta tên là Katy Petty 8735. Cùng với đó là 7 người chơi khác với tên là Dragon Slayer 9. Cái gì cũng DC. 4 Everzanger, Unemployed Z, 24H Gaming, Onicha PLS, Sleepy in Class. Chắc người tên ngủ kia toàn đi net đêm rồi mọi người ạ. Ngay trận đấu bắt đầu xuất hiện 3 ô tròn mà mọi người chạy vào đó. Katy Petty tò mò không biết tại sao mọi người chạy vô đó làm gì. Nhưng có vẻ chỗ nào hiện cũng đang có số người như nhau. Không có thời gian nghĩ, Katy liền nhảy vào ố góc bên phải phía dưới. Khi thời gian đếm về không, nhân vật chính tự nhiên muốn đổi chỗ, ai dè trò chơi không cho đổi. Cuối cùng game quyết định ba tướng với bầu chọn của người chơi tên là cái gì cũng DC. Nhân vật chính đến sân đấu với vẻ mặt hoang mang là không biết chuyện gì đang xảy ra. Tại sao mình được cho ba quân? Vài giây sau đó, chuyện này còn khiến Katy tỏ ra ngạc nhiên hơn. Quân cờ đầu tiên phía trái tự nhiên nhảy vào sân đấu. Hình như đoàn làm phim quên mất chế độ quay video, hay sao mà video cảm giác giật giật vậy? Thôi thông cảm cho họ đi. Tại bên đầu tư thuê được nhân công giá rẻ mọi người ạ. Trở lại trò chơi. Không rõ bằng một cách thần kỳ nào đó mà quân cờ kia có thể thắng được hai quân lính màu đỏ và hình tròn hỏi chấm màu xanh xuất hiện một cách bí ẩn. Nhân vật chính đến thử ô đó và đã được tặng thêm ba quân cờ nữa. Đến vòng thứ hai, nhân vật chính nhận ra mình được để hai quân thay vì một như vòng trước và sẽ đấu với ba quân lính đỏ. Cửa hàng xuất hiện có 4 quân giá 1 vàng và 1 quân có vẻ đặc biệt giá 3 vàng. Nhưng trò chơi chỉ cho Katy Petty 8753 2 vàng. Nghĩ một lúc lâu, Katy liền mua hai quân giống nhau. Ngạc nhiên thay quân cờ được thăng cấp 2 sao và trông có vẻ to hơn. Không biết thăng cấp được thêm gì nữa. Nếu ai biết comment cho mình ở bên dưới nhé. Trò chơi này đã chỉ cho chúng ta một điều là đông hơn chưa chắn đã thắng. Ví dụ như vòng vừa rồi khi 2 thắng 3 và được thêm hai ô hỏi chấm màu xanh dương. Khi chạy ra hai ô đó, nhân vật chính nhận được một giọt nước và một cái váy. Ai biết hai cái đó dùng làm gì không? Nhớ comment bên dưới nhé. Đến vòng 3 cũng không khác gì vòng trước là mấy. Nhưng lần này bắt đầu cửa hàng có quân giá 2 vàng. Nhân vật chính tò mò mua thử một quân, nhưng không biết cách làm sao để cho vào sân chiến đấu. Chợt nhớ ra lần trước quân cờ bên trái trong dãy dài kia sẽ tự động được nhét vào sân. Lần này cũng vậy, quân mới mua được đẩy vào sân. Có vẻ 4 quân lính đỏ không quá mạnh khi 3 quân của nhân vật chính có thể dễ dàng chiến thắng. Xuất hiện thêm một ô hỏi chấm màu xanh và nó cho một cái găng tay màu nâu. Sau đó trò chơi cho 3 thẻ nâng cấp màu trắng bạc và yêu cầu trong thời gian hãy chọn một thẻ. Do không biết mấy thẻ làm gì nên nhân vật chính ấn 10 nút reset lại thẻ ở giữa. Sau đó ấn thẻ bên trái do nghĩ rằng game vận hành từ trái sang phải nên chọn thẻ bên trái. Trong cửa hàng có một quân ở ô số 5 phía bên phải, nó giá đắt hơn và có hiệu ứng nháy nháy so với 4 ô kia. Nhân vật chính liền mua thử, do lần này đủ tiền mua nó. Khi đồng hồ điểm về không, thú cưng của nhân vật chính tự nhiên nhảy vào cổng hình tròn và vào sân người chơi tên là cái gì cũng DC đang có 4 quân. Trận đấu bắt đầu khi Katy còn không hiểu tại sao họ có 4 quân còn mình chỉ được để 3 quân đánh nhau. Sau một hồi đánh nhau, kết quả rất bất ngờ là nhân vật chính đã giành chiến thắng người chơi tên là cái gì cũng DC và khiến cho thú cưng bên họ bị anti laser mất máu. Về sân nhà, Katy Petty được trò chơi gợi ý kéo thả tướng từ nhóm dự bị ra chiến trường để thiết lập đội hình. Nhân vật chính làm thử theo kéo vào một ô trống, nhưng có vẻ trò chơi không cho vào sân. Ai biết lý do giải thích hộ mình ở comment với. Trước khi trận đấu số 2 bắt đầu, Katy mua thêm vài quân để chỗ dự bị chật chỗ kín với hy vọng sẽ khiến đối thủ lo sợ. Đối thủ lần này là Sleepy in Class, cũng có 4 quân trong chiến trường. Nhưng đối thủ này có vẻ mạnh hơn khi sau một hồi nhân vật chính thua 2 quân cờ và bị tụt mất 4 máu. Đến vòng này nhân vật chính mới chính thức được cho 4 quân vào sân chính. Ai dè lần này gặp người chơi được thả 5 quân vào sân. Với số lượng ít hơn và chất lượng có vẻ tương đương nhau, nhân vật chính lại thua thêm một trận nữa với một người chơi khác tên Dragon Slayer 9. Bất lực thua trắng khi còn không có khả năng hạ gục một quân nào bên đối phương. Nhân vật chính mất gần chục máu cho trận này. Sau 3 vòng oánh nhau với người chơi khác, tất cả được đưa vào khu tiếp tế không gian có 9 quân và mỗi quân đều có một vật phẩm trên người. Thứ tự là ai ít máu nhất sẽ được chọn trước. Nhân vật chính chạy thẳng định luồn vào giữa hai quân để lấy nhiều nhất có thể. Nhưng trò chơi có vẻ chỉ cho mỗi người lấy một quân. Không biết phải làm sao, Katy chỉ biết chờ một phút để bắt đầu giao chiến với một người khác. Lần này cũng là một người chơi có 5 quân. Katy bắt đầu nghi ngờ trò chơi này liệu có ai ăn gian không, mà 4 đứa rồi đều nhiều quân ở sân hơn mình. Rõ ràng trò chơi không cho mình nhét thêm quân vào sân. Tại sao 4 đứa làm được vậy? Nghi ngờ một lúc lâu, cuối cùng trận đấu kết thúc với việc để thua 4 quân trước người chơi 4 Evil Zanger. Vòng tiếp theo cửa hàng lại xuất hiện một quân cờ lấp lánh, nhưng nó giá là 6 vàng và nó bị đen trắng không như 4 quân kia. Nhân vật chính cố gắng bấm mua ít nhất chục lần nhưng trò chơi không cho. Nghĩ có khi do dự bị đẩy nên thử bán bớt nhưng cũng chỉ là thông báo bán siêu sao hiện tại để mua siêu sao mới. Mải mê suy nghĩ vụ mua quân, Katy thua người chơi tên Unemployed Z thêm 4 quân nữa. Quán nản sau 4 trận thua liên tiếp, Katy kéo thử một quân cờ có hiệu ứng đặc biệt vào sân. Ai dè ấn vào ô của một quân đang đứng sẵn. Và nhân vật chính đã biết và tìm ra được các đội quân trong sân với hàng dự bị. Ngay sau đó là màn đối đầu với 3 quái vật hình hòn đá. Có vẻ lần này số lượng đông hơn đã giúp Katy Petty 8753 giành chiến thắng. Game đã cho 2 hình tròn hỏi chấm màu xanh và 1 hỏi chấm màu đen trắng. Ở trong đó lần lượt là một cái gì đó màu hồng, một cái giáp, một găng tay và vài đồng xu. Vòng này gặp một người chơi tên là Oni Ichan cũng có 5 quân. Không có gì ngạc nhiên khi Katy Petty lại tiếp tục thua tiếp một trận nữa. Giờ đây máu của nhân vật chính là ít nhất trong 8 người với 63 máu. Game lại tiếp tục bảo nhân vật chính chọn một trong 3 thẻ. Nhưng 3 thẻ này là màu vàng không còn là trắng bạc như trước nữa. Petty quyết định reset lại thẻ ở giữa. Lần này không còn chọn thẻ bên trái nữa mà là thẻ bên phải. Chưa kịp nghĩ nên làm gì tiếp theo,
Katy Petty phải đối đầu với người chơi tên là Sleepy in Class. Bằng một cách nào đó, số lượng quân của nhân vật chính luôn ít hơn đối thủ. Thôi xong lại thêm một trận thua nữa cho nhân vật chính. Tiếp đó là gặp lại người chơi tên là cái gì cũng DC. Không biết đã gặp đây là lần thứ bao nhiêu nữa, nhưng có vẻ nhân vật chính lại gặp bất lợi khi đội đối phương vẫn có nhiều quân trên sân hơn. Tiếp tục thêm một trận thua khá đậm nữa của Katy Petty. Sau 7 trận thua liên tiếp, nhân vật chính đã mất hơn 50% máu. Tiếp tục đến phiên chợ trời không gian, nhân vật chính lại được ưu tiên lấy đầu tiên. Lần này không còn gì để mất nên chạy thẳng với đại một quân nào đó, mặc kệ thế sự luôn. Trước khi đến với vòng thứ 10, Petty liền thử đổi chiến thuật bằng cách thay đổi một số quân đang trên sân đấu. Nhân vật chính đang cầu mong lần này có thể sẽ thay đổi được cái gì đó. Đến vòng thứ 10, đối thủ của nhân vật chính là người chơi tên là 24 giờ Gaming, cũng tiếp tục là một người chơi nhiều quân hơn. Chất lượng quân cả hai bên cũng không khác gì nhau là mấy, nên Katy có thêm một trận thua nữa cũng không phải là chuyện khó hiểu. Sau khi còn lại 30 máu, Katy Petty 8753 phát hiện ra rằng chắc chắn có cách để xài được hết số vàng hiện đang có. Nếu chỉ mua trong cửa hàng thì chắc chắn vẫn còn dư xu và không phải lúc nào cũng mua được do dự bị đầy. Và nếu tiêu hết được thì chỉ có hai khả năng. Đầu tiên là nút mua kinh nghiệm, thứ hai là nút đổi lại. Katy đã thử ấn cả hai cái trong khi nút đổi lại thì biến 5 quân trong cửa hàng thành 5 quân khác. Còn nút mua kinh nghiệm sau vài lần ấn cuối cùng cũng được cho thêm một quân lên 6 trong sân. Thấy có thể dùng tiền để cho thêm quân, Katy tiếp tục ấn nút kinh nghiệm cho đến khi số lượng quân được tăng lên 7. Quá là hay ho. Nhân vật chính nghĩ ra ý tưởng hay ho là dùng số lượng quân đông để thắng những người chơi khác. Katy sau khi nghĩ ra chiến thuật trên, lập tức đã phải chạm trán người chơi tên 4 Ever Young Er. Lần này số quân của Petty nhiều hơn. Liệu có phải chiến thắng cho nhân vật chính sau chuỗi thua dài dằng dặc trước đó? Chúng ta cùng đón xem nhé. Mặc dù đông hơn, nhưng quân của Petty có vẻ là hàng nhập từ China COS 50%, mà việc gặp được quân đối phương mất rất nhiều thời gian. Cuối cùng chiến thuật mới của nhân vật chính nó không mang kết quả khả quan hơn là bao. Sau khi thua thêm một người chơi khác, quân của Katy đến lượt đánh nhau với 5 con sói. Chợt nhớ ra ở mua kinh nghiệm trò chơi sẽ thông báo số vàng cần mua để lên cấp. Nhân vật chính quyết định bắn mấy con trong hàng dự bị ra và vừa đủ tiền để cho 8 quân vào sân đấu được. Sau khi chiến thắng 5 con sói trên sân có 4 ô hỏi chấm xanh dương và 2 ô hỏi chấm màu đen trắng. Tò mò mấy ô hỏi chấm kỳ lạ, Petty chạy ra vào xem có cái gì trong đó không. Trong một ô xanh dương có một hình vuông màu hồng. Nhưng đến hình tròn xanh thứ 2 thì trò chơi hiện thông báo không thể nhặt được thêm nữa. Hình tròn xanh thứ 3 cũng vậy, nhưng hình tròn xanh cuối cùng cho thêm 2 quân. Còn ô tròn đen trắng thì một ô cho ít xu, còn ô thứ 2 cũng không nhặt được. Ai biết lý do tại sao một số ô không nhặt được? Nhớ comment bên dưới cho mình nhé! Chưa kịp ngỡ ngang về vụ ô hỏi chấm thì lần này phải tiếp đối thủ là người chơi tên Only Chan VLS. Tuy nhiên khi nhìn số lượng quân trên sâu thì Katy Petty có thể tự tin giành được chiến thắng sau chuỗi thua dài dằng dặc. Liệu điều đó có thể xảy ra? Chúng ta cùng đón xem diễn biến trận đấu này nhé! 6 vs 8 mà trận chiến nó vẫn không thiếu phần kịch tính. Nhưng có vẻ 6 quân là hàng tuyển chọn khá kỹ càng, còn 8 quân của nhân vật chính là hàng sale nên đánh rất eo uột. Kết cục là một trận thua nữa cho Petty khiến cho máu còn lại là 8. Nếu mỗi trận thua máu như trận nãy thì đây chính là cơ hội cuối cùng của Katy để không trở thành người bị loại đầu tiên. Sau trận thua thứ 10 liên tiếp, game cho nhân vật chính 3 thẻ bài và yêu cầu chọn 1. Nhưng Katy Petty 8753 lần này suy nghĩ khá lâu để chọn thẻ. Cả 3 thẻ đều màu vàng nhưng không biết mấy thẻ có tác dụng gì, và nếu thua thêm trận nữa thì phải rời khỏi cuộc chơi. Nên Katy rất hoang mang không biết phải làm gì và đang mong trừ ai đó cầu cứu. Không còn gì để mất, Katy quyết định chọn thẻ màu vàng ở giữa. Nhưng tưởng mọi thứ kết thúc, trò chơi lại tiếp tục bắt chọn một cái ở bên dưới. Cảm thấy cái nào cũng không khác nhau mấy nên quyết định chọn cái số 1 từ bên trái, mà không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ. Mất quá nhiều thời gian cho mấy cái ô hỏi chấm không lấy được, Katy đã đến giờ đấu với một người chơi tên Unemployed Z. Họ mới có 7 quân, nên có thể mong được chiến thắng từ nhân vật chính để không khỏi ra về sớm như vậy được. Trận chiến khá căng khi lúc này quân số hai bên không có chênh lệch lớn. Nhưng sau khoảng 5 giây, cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Khi quân của người chơi Unemployed Z chất lượng hơn khi còn lại nhiều hơn so với Katy Petty 8753.
sau trận thua thứ 11 liên tiếp. Katy Petty là người phải dừng chân đầu tiên với vị trí thứ 8 trên 8 người chơi. Video đến đây là hết. Các bạn nhớ like, share và subscribe cho mình nhé. Để mình có thêm động lực ra thêm video mới. Xin chào mọi người.